Bạn có thực sự là fan cứng của anh chàng hải tặc Monkey D. Luffy không? Hãy cùng mình kiểm chứng thông qua những câu hỏi đơn giản trong video này. Tụi mình đã chuẩn bị tất cả 25 câu hỏi với 4 sự lựa chọn ở mỗi câu. 10 giây để bạn suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. Sẵn sàng chưa nào? Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi đầu tiên. Monkey D. Luffy đã nhận được chiếc mũ rơm mà cậu ấy luôn đội từ nhân vật nào sau đây? Luffy nhận được chiếc mũ rơm từ Sang tóc đỏ khi cậu ấy còn nhỏ. Sang bắt cậu hứa sẽ trả lại khi trở thành một hải tặc vĩ đại. Tiến đến câu hỏi số 2. Ai là người bạn đồng hành đầu tiên của Luffy trong hành trình trở thành vua hải tặc? Zoro là người đầu tiên gia nhập băng Luffy sau khi anh ta được Luffy giải thoát khỏi căn cứ của thuyền trưởng Morgan. Câu hỏi số 3. Đáp án nào sau đây mô tả đúng nơi Luffy được sinh ra? Luffy sinh ra ở làng Fusa, nằm trên đảo Do. Nơi này thuộc vùng East Blue của thế giới One Piece. Diễn viên nào sau đây đã lồng tiếng cho Luffy trong anime One Piece? Trong anime phiên bản tiếng Nhật, Mazumi Tanaka là người đã lồng tiếng cho nhân vật Monkey D. Luffy trong One Piece. Câu hỏi số 5. Monkey D. Luffy đang cá quỷ nào khi cậu ấy còn là một đứa trẻ? Luffy đang trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi, một trái ác quỷ thuộc hệ Paramecia. Tiến đến câu hỏi số 6. Luffy ăn trái ác quỷ Gomu Gomu no Mi lúc bao nhiêu tuổi? Luffy đang trái Gomu Gomu no Mi khi cậu ấy 7 tuổi. Cậu ấy đã vô tình ăn trái này sau khi nhìn thấy nó trong một quán bar nơi Sang và đồng đội của anh ta đang ở. Câu hỏi số 7. Số tiền truy nã đầu tiên của anh chàng Luffy là bao nhiêu? Số tiền truy nã đầu tiên của Luffy là 30 triệu berry. Cậu ta nhận được sau khi đánh bại binh tri Don Quixote Outlaw của East Blue. Tiến đến câu hỏi số 8. Vậy số tiền truy nã Luffy cao nhất là bao nhiêu? Truy nã cao nhất của Luffy là 3 tỷ berry. Cậu nhận được sau khi đánh bại Kaido và Big Mom ở Wano World. Và đây sẽ là câu hỏi số 9. Nhân vật nào sau đây chính là anh trai nuôi của Luffy? Đáp án chính xác của câu hỏi này là Pogat TAC. Họ không có quan hệ huyết thống với nhau, nhưng là anh em kết nghĩa của Luffy thông qua lễ hội Sakazuki. Tiến đến câu hỏi số 10. Ngoài AC, Luffy còn có một người anh kết nghĩa khác tên là gì? Ngoài AC, Sabo chính là một trong hai người anh kết nghĩa của Luffy. Sabo là con trai của một gia đình quý tộc đến từ vương quốc Goa. Tiến đến câu hỏi số 11. Tên sơn tặc đã bắt cóc Luffy khi cậu ấy còn nhỏ là nhân vật nào? Tên sơn tặc đã bắt cóc Luffy khi cậu ấy còn nhỏ là Higuma. Anh ta đã đưa Luffy đến một quán bar và ném cậu bé xuống biển. Tiến đến câu hỏi số 12. Gear 4 của Luffy có 3 dạng. Vậy Luffy không sở hữu dạng Gear 4 nào sau đây? Luffy sở hữu 3 dạng Gear 4 là Bowman, Hangman và Snakeman.
Do đó đáp án chính xác của câu hỏi này là Speedman. Câu hỏi số 13. Tại sao Luffy buồn bã sau khi kết thúc quần đảo Sabaody? Luffy đã cảm thấy buồn bã vì chứng kiến thủy thủ đoàn của mình bị chia cắt, để lại Luffy một mình và bơ vơ trên đảo. Tiến đến câu hỏi số 14. Sau một trận chiến dài chống lại Magellan, ai là người đã chiến thắng? Luffy đã chiến đấu chống lại Magellan hai lần trong Impel Down. Trong cả hai trận chiến, Magellan đã chiến thắng bằng cách đầu độc Luffy bằng những đòn tấn công bằng nọc độc của hắn ta. Câu hỏi số 15. Nhân vật nào sau đây là đối thủ chính đầu tiên của Luffy? Trận chiến đầu tiên của Luffy là với Elvida, một tên cướp biển to mồm cầm chùy sắt. Luffy đánh bại cô ta một cách dễ dàng bằng cơ thể cao su của mình và đánh bại cô ta khỏi tàu. Câu hỏi thứ 16. Khi Luffy còn nhỏ, cậu ấy có một thần tượng. Bạn có biết thần tượng của cậu ấy là ai không? Thần tượng của Luffy khi còn trẻ là săn tóc đỏ, người đã truyền cảm hứng cho Luffy trở thành hải tặc. Tiến đến câu hỏi thứ 17. Thủy thủ đoàn của Luffy cuối cùng cũng đến được Grand Line bằng cách nào? Băng mũ rơm cuối cùng cũng đến được Grand Line bằng cách đi thuyền leo qua núi Reverb, một ngọn núi ở giao điểm của 4 Blue. Câu hỏi thứ 18. Ai không phải là một trong những tên hải tặc mà Luffy đã đánh bại? Luffy đã không đánh bại Mr. True, Bon Kurei. Thay vào đó họ trở thành bạn bè sau khi Luffy nhận ra lòng trung thành của Mr. True với đồng đội. Đến với câu hỏi thứ 19. Luffy sử dụng cái tên nào để vào đấu trường Corrida ở Dressrosa? Luffy đã sử dụng tên Lucy để vào đấu trường. Tuy nhiên, sau đó anh ta đã bỏ lớp ngụy trang và tiết lộ danh tính thật sự của mình sau khi nhìn thấy Sabo. Và đây là câu hỏi thứ 20. Luffy có tất cả bao nhiêu vết sẹo lớn trên cơ thể? Luffy có hai vết sẹo nổi bật trên cơ thể, một cái dưới mắt trái và một cái trên ngực. Câu hỏi thứ 21. Vết sẹo trên ngực của Luffy là do ai gây ra? Vết sẹo trên ngực của Luffy là do Akainu gây ra. Anh ta đã sử dụng sức mạnh magma của mình để xuyên qua cơ thể của Zimbi và đốt cháy ngực của Luffy trong trận chiến Marineford. Tiến đến câu hỏi số 22. Đáp án nào sau đây mô tả đúng hình xăm trên người của Luffy? Luffy có một hình xăm trên cánh tay phải với dòng chữ 3D hay Y. Nó đại diện cho thông điệp mà Luffy đã gửi cho băng mũ rơm để gặp anh ta sau 2 năm thay vì 3 ngày. Câu hỏi thứ 23. Ai đã cứu Luffy khi cậu ấy bị hạ gục bởi Crocodile tại Alabasta? Anh được cứu bởi Nico Robin, người tiết lộ mình là Miss On Sunday và đã phản bội Crocodile. Tiến đến câu hỏi thứ 24. Đâu là ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của hải tặc Luffy? Ước mơ lớn nhất trong đời của Luffy là tìm thấy One Piece và trở thành vua hải tặc. Đây là mục tiêu mà anh ấy đã theo đuổi từ khi còn nhỏ. Đến với câu hỏi 25. Monkey D. Dragon đã cứu Luffy trong trận chiến giữa cậu và Smoker diễn ra ở đâu?
Monkey D. Dragon đã cứu Luffy trong trận chiến với Smoker diễn ra tại Lost Town. Và sau đó bảo Luffy hãy theo đuổi ước mơ của mình và rời đi mà không tiết lộ danh tính. Và đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của video này. Ai là người phụ nữ đầu tiên hôn vào môi của Luffy? Hãy giúp mình tìm ra đáp án đúng của câu hỏi này bằng cách để lại bình luận xuống phía bên dưới nha. Đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ tụi mình ra thêm những video khác nữa nha. Bye bye và hẹn gặp lại.